Chiều ngày 9 tháng 8, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Hà, thành phố Hội An đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm thành lập phường, 16 tháng 8 1999, 16 tháng 8 2024. Ngày 16 tháng 8 năm 1999, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành nghị định số 71 thành lập đơn vị hành chính phường Thanh Hà, được tách ra từ xã Cẩm Hà, Hội An với diện tích 640 ha. Sau 25 năm xây dựng và phát triển, phường Thanh Hà đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đáng tự hào. Kinh tế phát triển khá, lĩnh vực thương mại dịch vụ du lịch phát triển vượt bậc. Lượng khách đến tham quan làng gốm truyền thống Thanh Hà tăng mạnh qua từng năm. Thu ngân sách hàng năm cơ bản đều vượt dự toán giao. Năm 2023, ngân sách địa phương thu hơn 27 tỷ đồng, gấp 27 lần so với 25 năm về trước. Cơ sở hạ tầng được tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp. 25 năm qua, thành phố và địa phương đã quan tâm đầu tư nhiều công trình hạ tầng giao thông, trường học, nhà văn hóa. Các dự án phát triển kinh tế xã hội có quy mô lớn cũng được triển khai đầu tư, góp phần thay đổi rõ nét diện mạo của Thanh Hà theo hướng đô thị văn minh và hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh ngày càng được đẩy mạnh. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 95%. Sự nghiệp giáo dục đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội luôn đảm bảo. Công tác giảm nghèo được triển khai tích cực, đồng bộ và quyết liệt, đạt kết quả tích cực. Năm 2000, trên địa bàn phường có gần 294 hộ nghèo, 300 hộ cận nghèo và 17 hộ đặc biệt khó khăn. Đến nay, Thanh Hà không còn hộ nghèo, chỉ còn 2 hộ cận nghèo.